Qua Tết rồi, cô chú anh chị và các em có đi chợ lại chưa? Gia đình Thảo chia sẻ những ngày bận rộn đi chợ tất bật ở miền Bắc California nha. Có ghé chỗ bán sen đá xương rồng rẻ lắm luôn, giá sỉ. Bữa nay đi chợ Food Mart ở gần nhà luôn, cách có 5 phút lái xe hả. Có bán măng tây nè, giảm giá nữa. Măng tây ăn tốt sức khỏe lắm. Trong chợ này bán đồ giá được lắm. Mới đầu mùa xuân mà Thảo thấy có cherry. Tại thường tới tháng 5 mới có cherry lận. Cái này chắc nhập khẩu vô. 7 đô la một phao. Một phao là gần nửa ký á. Mà thấy cherry ngon lắm nè. Thảo thích đi chợ này á vì có một quầy bán trái cây rau cải, không có phân bón thuốc từ sâu. Organic á, tốt cho sức khỏe. Về á, sai sinh tố uống, tốt sức khỏe lắm. Mỗi lần ra đây là Thảo mua trái cây rau cải trước. Nho thì khoảng 3 đô la một phao. Thảo thì không có cần ngọt, chua chua ngọt ngọt là ăn được, nho xanh nho đỏ gì cũng được. Trái cây rau cải nhiều ha. Chợ này á, Thảo thích trái cây rau cải tươi mà giá rẻ nha. Chợ này bán thực phẩm nè, rồi có mấy cái đồ xài ở trong nhà nữa. Lúc trước á, mở cửa suốt luôn. Đến mùa dịch á, thì bây giờ á, mở cửa trễ thôi. Mình đi khuya khuya cũng được, nhưng mà người ta cũng có đóng cửa mấy tiếng buổi khuya. Ở đây á, chủ yếu là trái cây rau cải của xứ lạnh. Có một số của vùng nhiệt đới thôi. Thảo thích mua bơ ở trong đây nè. Cũng được lắm. Ở đây á, mấy cái loại củ á, nhìn thấy lớn quá ha. Chắc là đất trồng tốt á. Bây giờ gia đình Thảo đi qua chợ bán sỉ. Bữa nay á, ở bên đó giảm giá nhiều lắm. Nhiều mặt hàng giảm giá. Có nhớt á, để mua về thay nhớt xe. Giảm giá nhiều lắm. Đầu năm á, cái Thảo đi chợ. Có mấy bữa đi quay phim xong rồi đi chợ luôn. Mặc áo dài á, bà con cô bác cũng nhìn nhìn. Sô-cô-la giảm giá bớt 2 đô 60 sen, mà anh Thái nói được 14 gram. Loại này thì ngon nè, mấy đứa em mấy đứa cháu thích lắm. Bên này là mình đi chợ đầu xuân. Bữa nay đi chợ thấy quá trời trái cây trở lại nè. Bữa Tết xong cái hết trái cây luôn. Giờ đầy hết. Một kệ vậy là đầy từ dưới lên cả trống. Ai ăn dưa hấu không nè? Nhà Thảo còn trái. Dưa hấu bự luôn. Nhỏ bự gì cũng có. Đi chợ đầu xuân. Có không? Thái giờ mua chuối. Qua Tết rồi mình mua cái này tập thể dục được nè, cho ốm bớt. Bữa nay mặc áo dài đi chợ Tết, bà con cô bác người ta nhìn thảo quá. Trái cây trong đây á, là hàng tiễn. Mình mua khỏi lựa gì hết trơn á, người ta đóng hộp sẵn. Hộp cà chua. Tết ăn cà chua cho ốm bớt. Tại trong đây là chợ bán sỉ á, bán số lượng nhiều á. Một hộp vậy á, là khoảng 2 kg à. Thường á, khoảng tầm 8 đến 10 đô la một hộp, tùy theo loại trái cây. Mới gọt trái đu đủ ra, Thái nói ngon nên Thái mua về ăn. Trái nào? Dạ.
Thế để trên đây cao quá, cái ông bừng xuống cho người ta lựa. Được cái thấy dễ thương. Để đây cao quá cô đó lựa không tới. Cái chỗ này là bán yogurt. Mùa này mình mua yogurt ăn cho ốm nè. Ở đây được cái á, Tết âm lịch của mình chứ mấy cái chợ Mỹ cũng bán bình thường, nên lúc nào cũng có đồ ăn hết, mình không có lo. Nhưng mà mùa Tết á, nhà người Việt nào cũng đầy ắp lương thực thực phẩm. Bây giờ nhiều người còn mới bắt đầu đi chợ thôi. Qua mùa mời mới bắt đầu đi chợ. Bữa nay đi chợ đầu xuân, mua chủ yếu là mấy trái cây, mấy đồ ăn ở nhà còn. Chúc bà con cô bác luôn khỏe và bình an nha. Thảo coi đi đâu nữa thì quay tiếp cho bà con cô bác coi cuộc sống ở miền Bắc California của người Việt mình ha. Ủa, mua hai trái dưa hấu hả? Cho nội trái hả? Ừ, cho nội trái. Dưa hấu thấy ăn được. Mấy ngày Tết á, Thảo đi xa cách San Jose cỡ nửa tiếng lái xe. Đi viếng chùa á, cái bên có cái chỗ bán sen đá nè. Ở nông thôn bán giá sỉ đó. Giờ mình đi vô trong chỗ tiệm bán sỉ nha. Mình mua chỗ bán sỉ nè, mua được nhiều, về trồng nguyên khu vườn luôn. Bữa nay đi Tết xong rồi mới có khán giả nói là chùa Vô U á nằm kế bên ngay chỗ Hugo Succulent. Thảo có đi mua mấy lần á, cây đồng 2 đồng. Rồi bữa nay có nhiều dây treo lắm nè. Thái có cái treo màu tím này má chồng thích nè Thái ơi. Mơm thích nó, có mua cho không? Okay. Hỏi coi nhiêu. Okay. Thì bữa nay ghé đây mua nữa. Ồ, bữa nay có nhiều cái treo lắm á. Thấy đi lại hỏi người ta. Tại vì ở đây không có để giá. Mình hỏi thì người ta nói, ồ bên đó có nhiều cái chậu treo á. Mình treo cái mai mốt cũng dài dài xuống đẹp lắm. Bữa nay tìm được mấy cái gì nhỏ nhỏ Thái ơi. Bữa nay bận đồ đẹp đi mua sen đá. Hổm á, cây 2 đồng bự hơn ha, giờ nó nhỏ lại rồi. Hồi bữa mình mua bự vậy nè. Chắc khán giả lại mua ủng hộ nhiều quá nên giờ chưa có lớn kịp. Cái chú với cái cô này nói có nhiều bà con cô bác đến đây mua lắm. Nên gửi lời cảm ơn đã ủng hộ. Thảo nói thì Thảo thấy rẻ, Thảo chia sẻ thôi. Cái này cũng một khán giả chỉ cho Thảo, Thảo mới biết Thảo tới đây nè. Giờ mình đi kiếm nữa nha. Mua thêm. Có khi gắt tích nữa kìa. Gắt tích này hả? Ừ, giống cái ba ở nhà. Đi nè. Nó to nè. 25 đô. Có mấy cái nhỏ nhỏ nè. Chùa Vô U nằm gần đây nè. Thế mình đi chùa xong mình ghé đây mua luôn. Mấy cái này gọi là serum. Trông cũng đẹp lắm á. Serum nhỏ nhỏ. Lấy một cái thôi, mai mốt nó mập ra như rừng. Hai cái đợi đi. Cái chậu này thấy má chồng thích nè, tím tím, nên mua 2 chậu. Ở ngoài sân vườn này á, bữa nay dời đổi nữa. Giờ thấy người ta trồng qua bông hồng. Chỗ này che như vậy nè, cho đừng có nắng quá. Cây ra lá non á, cái lá khỏe. Nhiều khi nắng quá cháy lá ha.
Bữa nay Thảo kiếm mấy cây gì có màu á mà lạ lạ hơn mấy đợt trước á Thảo mua. Có một đường cây à. Nên mình mua về cái decorate, trang trí ra mấy cái chậu lớn lớn cho nó đẹp. Cái này mấy cái cây xương rồng nhỏ nhỏ. Thấy lựa xong chưa thấy? Ô bữa nay sao thấy người ta làm ra chậu chậu đẹp quá ha. À làm ra chậu chậu nè. Làm vậy nhìn thấy đẹp nè. Hả? Ở bên này quay nè. Bên đó dạ. Hả? Ừ kệ đứng đây thấy cũng được mà. Cũng rõ mà. Ta thiết kế ra vậy bán có giá hơn là người ta bán cái chậu không. Ở đây cái treo thì nó không có dài lắm. Người ta mới làm ha. À. Thôi cô Ngọc ở thích loại kia kìa. Cái loại này mình có à. Loại kia chưa có. Chưa có hả? Có đây nè. 25 đô. Ở đó có kìa. Chậu vậy á. Trang trí ra bán là khoảng 20 đô trở lên á. Hồi bữa thì Thảo thấy ít trang trí ra thành chừng chậu á, thiết kế ra. Bây giờ thấy có thiết kế đẹp. Thảo thấy á, tiệm này á, mấy cái cây nhỏ nhỏ thì 1 đô, 2 đô, rất là rẻ. Còn mấy cái cây mà người ta thiết kế ra rồi á thì 20-30 đô một chậu lận. Mấy cái treo á cũng giá cao, 20 đô. Đó, cái này 20 đô một chậu. Thảo mua chậu nhỏ nhỏ 1 đô, về trồng á từ từ lớn lên, trong thời gian mình chăm sóc mình vui. Còn Thái á thích mua mấy cái chậu mà nó đã lớn rồi á, dài 1-2 mét á. Đàn ông không có kiên nhẫn như phụ nữ mình ha. Nhưng mà ổng mua được nhiều về treo giường nhà đẹp lắm. Chỉ có hơi tốn tiền chút xíu. Có nhiều khán giả nói trọng này rồi cái đi thấy cái mua hoài. Nói không mua nữa chứ thấy cây lạ lạ mới cũng mua nữa. Nãy tính sơ sơ cũng mấy chục đô nữa rồi á. Cũng gần cả 100 đô. Gia đình Thảo chia sẻ cuộc sống hiện nay ở miền Bắc California. Những ngày sau Tết vui vẻ. Chúc bà con cô bác một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Lúc nào cũng dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại trong video mới của gia đình Thảo. Đăng ký kênh Thảo Cali ủng hộ nha. Cảm ơn rất là nhiều. Tạm biệt cô chú anh chị và các em.